chơi đi. Trời, chơi còn cò, chơi nhảy dây đi. Chơi trò truyền thống nhiên, chơi mấy trò này kỳ quá. Đúng rồi chị hai. Chị có trẻ trâu gạ tình mới chơi mấy cái trò true or dare thôi. Thôi kiếm cái gì vui vui chơi đi mọi người. Đối với em true or dare là rất là vui rồi. Anh không thấy vui hả? Ủa sao tự nhiên anh căng thẳng với anh vậy? Căng thẳng gì đâu, anh true hay dare? True dare dare à, muốn sao cũng được, anh sao cũng được. True đi, true đi. Vậy anh có cái gì giấu em không? Anh không giấu em gì hết. Nói thiệt nha. Anh không bao giờ giấu em. Đây là một câu kinh điển nè. Anh mà giấu em, đèn tắt. Đứa nào chơi mất dạy vậy? Có người phá anh, em thấy không? Vừa nói xong tắt liền, làm sao có sự trùng hợp như vậy? Thì tới em kìa. Em hả? Ừ. Em chọn Chu. Em chọn Chu hả? Ừ. Vậy thì ở trường có ai thể dê em chưa? Cũng có. Ủa, ngu hả mày? Nhưng mà em lén thu âm lại rồi gửi ngược lại cho vợ mấy ổng. Sau đó mấy ổng sợ rét hết. Đúng rồi. Hay. Đáng nể, đáng nể. Tới em. Ừ. Em muốn chọn Chu. Vậy anh hỏi cưới mấy cô rồi? Sao mà em hỏi kỳ vậy? Em là mối tình đầu của anh mà. Vậy sao anh chưa hỏi cưới em? Con bé nó thẳng thắn tới trời trẻ luôn. Anh ơi, mà sao em nôn như vậy? Nhưng mà em, mỗi người chỉ được hỏi một câu thôi. Em đợi được sau nha cưng. Mày kìa mày. Em hả? Kìa. Ok, em tru. Trời ơi, mày tru cái gì mà mày tru tới đây dữ vậy mày? Xin phép đổi ly nước luôn nha. Quá trời, quá đất à. Nó tru kìa, hỏi nó anh. Để tôi hỏi cô Thảo. Dạ. Thật sự ra anh nghe em nói em làm rất là nhiều việc. Dạ. Anh thấy em sáng là em đi làm, tối khuya thì em về, chỉ có một mình. Nói gì nói Út còn có bạn gái nó, chị hai còn có anh. Còn em á, cô độc. Sớm tối đi về một mình lặng thinh. Em làm nhiều để làm gì Thảo? Đừng để cuộc đời mình là những chuỗi ngày được chấm công. Lòng em như nắng hạ, nhưng rồi nó lại trống không à. Cho anh với chị hai mượn tiền mở bún đậu được không? Cái gì vậy trời? Trời ơi, anh ơi, em ném nhớt nước mắt rồi anh. Ôi, anh ơi, liêm sĩ anh để đâu vậy? Đang chơi game đua đe chứ không phải là sắc tăng nha. Bây giờ tới ai, tới ai? Tới chị hai. Tới chị luôn đúng không? Nãy giờ mọi người trêu hết rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Em cũng trêu luôn. Trời đất ơi. Chị nó như một cái giòi sen luôn đó chị. Em tưởng em mới xịt khoáng không quá. Thôi vậy thôi em hỏi hai nha. Ừ. Bao nhiêu lâu rồi hai chưa về thăm má? Không được suy nghĩ, nói liền, bao nhiêu lâu? 2 năm. 2 năm rưỡi luôn chị. Trời đất ơi. Người ta người ngoài người ta còn nhớ chính xác. Này hai người con ruột mà không nhớ, đúng là con bất hiếu. Trời. Thì mày cũng biết là anh chị mới mở cái chuỗi bún đậu mắm tôm, không có kinh nghiệm cho nên cũng lay quay hoài lu bu. Mấy năm nay cũng muốn về thăm má mà đâu có thời gian đâu. Nhiều khi cũng nhớ má muốn chết luôn. Ủa mà sao không khí trầm lắng vậy mọi người? Mình đang chơi game mà. Đúng rồi. Thì em hỏi chị hai là giờ mấy năm chưa về thăm má thì hỏi gì thôi, chị trả lời 2 năm. Má còn sống mọi người ơi. Đó. Má còn sống mà. Khi nào mà nhắc tới má là mình phải vui chứ. Đúng rồi. Khi nào nhắc tới ba chết rồi, nhắc tới ba mình phải trầm. Giờ bây giờ vậy nè, vòng 1 á là true hết rồi đúng không? Dạ. Bây giờ round 2 tất cả mọi người đều phải dare. Ok chị. Okay. Anh đầu tiên. Vậy thì em thách anh cho em xem điện thoại của anh. Vậy là làm nguy hiểm hả? Trời ơi, cầm điện thoại lên bình thường có gì đâu. Tự nhiên làm như là điện thoại này có gì mờ ám. Password. 3 3. Ba đi rồi. Password. Ngày đầu tiên mình thấy. Ê, ấy là gì anh? Hôn. Hôn nó đại hôn đi thật. Password Momo. Nhà mình có vấn đề gì hả? Password Momo. Cưới vợ chồng mình.
đây anh? Đang Ngọc Mộng là ai? Trời ơi, trẻ Lan. Anh giải thích đi. Trời ơi, cái gì vậy em? Trời ơi, trời đau tim quá, điện thoại mua bằng tiền mà em vỗ cái mặt xuống cái bóp. Con tim em mới là tan nát nè. Cái gì đây? Ví Momo. Anh giỡn mặt với em hả? Cái gì đây? Tin nhắn trong ví Momo. Cảm ơn anh vì những ngày tháng qua, 2 triệu. Em sao vậy? Anh giải thích đi. Đâu đưa chị đọc nha, chị biết chữ à. Chuyển tiền đều đặn cho Đoàn Ngọc Mộng 300 ngàn mỗi tháng trong vòng 50 năm qua. Trời, cái gì vậy mày? Chuyển cái gì vậy mày? Chuyển còn nhiều hơn số tuổi của má mày nữa. Đâu có đâu, chị có 1 năm mà. Vậy mà mày hôi mày biết chữ hả mày? Nuôi lô. Mày nuôi sugar baby hả mày? Baby gì mỗi tháng 300 bà. Em hỏi anh lần nữa, Ngọc Mộng là ai? Nhi là ai? Anh luật. Luật pháp gì giờ này? Đèn nhà ai nấy sáng, giờ nào đó ngán đi. Nghe anh nói là đi. Chuyện là gì vậy? Để anh nói được không vậy? Anh lớn anh nhường em được không? Nhường cái gì? Đó là bồ, là bạn gái, có thể chia tay. Còn đấy là vợ, ly dị phải chi tiền nữa, mệt lắm. Ai cũng được. Nhanh. Anh nói. Nhi là một người bạn cũ. À, chị Nhi người yêu cũ của anh đó hả? Người yêu và bạn cũ khác nhau em à. Bớt đâm chọt lại đi. Nhi là người yêu cũ. Cũ lắm rồi. Nhi cũng đã có gia đình. Nhưng chẳng may một ngày nọ Nhi lại ly hôn với chồng của Nhi. Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Không có ai rủ hết á. Đừng có nói kiểu đó. Cảm ơn anh đã ở bên cạnh em trong suốt thời gian qua. Cái gì vậy em? Đang định cho bạn đó, ổn cho bạn đó. Nhắn cảm ơn xã giao mà em. Tại sao cho nó tiền? Tại sao nhắn tin cho nó? Hai người làm cái gì? Mượn anh. Bình tĩnh. Gì vậy? Anh Luật gọi em. Anh em trước mặt. Em dạo này ổn không? Dạ, em vẫn làm công ty cũ. Rapper. Bà đặt rapper với tôi ở đây hả? Chắc dẫn đi sớm về khuya hả? Dạ. Em cảm ơn anh nha. Chồng em chịu ký đơn rồi, nhưng còn lâu mới tới hạn chu cấp. Nhờ anh mà em kịp đặt tiền cọc thuê nhà. Không là hai mẹ con em ra đường rồi. Đừng có xáo quá, hai mẹ con có nhà ở là vui rồi em. Em xin lỗi vì em không biết nhờ ai hết, chỉ biết nhờ anh thôi. Thôi, chúc mẹ con em lúc nào cũng nhiều sức khỏe và yêu thương nhau nha. Chào em. Chồng ơi, em xin lỗi chồng, em hồ đồ quá. Rồi phải gì, anh mới là người sai. Em, trời, con anh chị dễ thương quá ha. Bỏ ra. Nó vẫn còn trai à? Thôi bây giờ có gì thì nói chuyện đi, giải thích đi. Đúng giờ rồi. Này giấu gì nữa. Đúng rồi, có anh chị ở đây, mỗi người nói vô một tiếng thì tụi bay mới chia tay được chứ. Lộn, thì tụi bay mới... Nói đi, nó mới hiểu mày được. Thật ra lần trước anh có tới vùng cao chụp hình, anh có gặp một gia đình khó khăn, anh có hứa là lo học phí với thằng bé. Khoan đã, cho anh xen vào một cách mất lịch sự được không? Anh thắc mắc một điều, tại sao có thằng bé nào mà tên Đoàn Ngọc Mộng à? Tại vì thật sự không thể sự, cái đó là tên con gái chứ là kêu bé Mộng. Ông lẽ anh giờ... Ơi! Anh đi hỏi ba má nó chứ. Đúng rồi, chân mà hỏi ba má nó. Ba má nó cũng có đứa con tên Nguyễn Thị Hùng rồi ha. Tại sao anh không nói cho em biết? Chuyện này tốt mà. Thì tại anh sợ em hiểu lầm. Ok, coi như em bỏ qua chuyện này nha. Mẹ anh nhìn đi. Trong nhật ký Momo của anh có người tên là Trúc Nhi, mà anh còn chuyển khoản cho người ta tới 30 triệu. Ủa mà Nhi là đứa nào em? Trời đất ơi. Phải, trời ơi, chuyển 30 triệu lận. Nó nuôi gái được chưa? Biết là nuôi gái mà nuôi ai mà nuôi đời. Em hỏi anh lần nữa, Trúc Nhi là ai mà anh chuyển cho người ta 30 triệu lận hả? Em không biết Trúc Nhi là ai đúng không? Trúc Nhi là người bán cho anh cái này nè. 30 triệu để mua cái này nè.
Thật ra anh tính dùng nó cho năm sau, mà chắc ông trời bắt anh dùng nó sớm hơn. Thi ơi. Dạ. Thi à. Dạ. Em đồng ý. Em đồng ý chứ anh ơi. Thái độ như giang hồ mạng. Em đợi 4 năm rồi đó. Gia đình vui vẻ rồi. Ừ, gia đình quá vui vẻ rồi. Vậy là không có ai ngoại tình, không có ai lấy tiền nuôi gái hết. Không có đậu quá rồi. Vậy thôi em xin phép về trước nha. Em chơi xíu mà. Cô gái có hình xăm rồng. Xăm hồi nào mày? Bữa bạn em nó khai trương phòng xăm, tới xăm mở hàng cho nó. Trời đất ơi, đi khai trương mà vô ngồi xăm luôn hả em? Mày có biết mày làm vậy má buồn không Thảo? Thôi, chị mà lo má buồn. Chị lo má buồn thì chị về thăm má đi. Chứ đâu phải mà 2-3 năm trời chưa về thăm má lần nào. Ê, thái độ mày gì vậy mày? Hả? Thái độ gì? Mày thôi, bỏ điện thoại xuống. Từ nãy giờ tao để ý tao thấy mày cầm điện thoại mày tắt 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 hoài. Bỏ xuống, tới mày đe luôn rồi đó. Rốt cuộc mày làm cái gì? Nói. Coi, coi. Hát tao hả? Nợ thiếu đòi. Ủa làm sao? Rốt cuộc mày làm nghề gì vậy? Cho vay tiền góp. Trời ơi, mày giang hồ quá hả? Cái tướng như con mắm kìa. Giang hồ cái gì? Tôi cho vay tiền góp nhưng mà lãi suất là bằng ngân hàng thôi. Chỉ có điều là người ta không có thế chấp giấy tờ gì hết á. Người ta thế chấp giấy tờ chỗ khác hết rồi. Mày gan quá ha. Chị cũng sợ bị nó giật hả? Giật cái gì? Toàn là người quen ở trong khu nhà trọ không mà sợ cái gì. Tôi cho vay tiền góp nhưng mà tôi vẫn lấy tiền về tôi lo cho má. Mỗi tháng tôi vẫn về thăm má. Còn anh chị á, anh chị chỉ biết kiếm tiền, gửi tiền về cho má vậy là xong bổn phận hả? Anh chị có về thăm má một lần nào không? Có biết má bệnh, má đau ở nhà không? Còn mày đó, mày trên đây mày lo cái gì? Tối ngày lo yêu đương nhau nhất. Chị với nó không có tư cách gì mà nói tôi hết á. Mày nói làm sao? Mày nói là mày gửi tiền về mày cho má hả? Mày cho tiền má hay là mày xin tiền má? Chị nói gì vậy? Nói cái gì? Má vừa chuyển cho mày 24 triệu nè. Ủa mày xạo mày không biết nhục hả? Tôi không có biết. Mày không biết? Tao gọi má cho mày biết. Đúng, gọi cho má đi. Biết đâu má chung đường dây. Thảo hả con? Dạ, con nghe nè má. Con nhận được tiền má gửi chưa? Dạ rồi má. Mà má gửi tiền cho con chi vậy? Cả năm rồi, tháng nào cũng gửi về cho má mà má đâu có xài tới đâu. Thằng Út với con hai đó, nó về thăm má suốt à. Lần nào về á, nó cũng cho tiền má nhiều lắm. Má biết, bày kiếm tiền vất vả. Má ăn rau ăn mắm á, nó quen rồi con. Coi như là lì xì cho con năm mới đó. À, bày có gọi được cho thằng Út với con hai á, thì biểu tụi nó gọi về cho má với. Má gọi tụi nó không có được, má lo lắm. Má ơi, có con này nữa nè má. Có con nữa nè má. Hả? Tụi bay đang ở chung một chỗ hả? Dạ. Mèn đét ơi, má nhớ tụi bay quá trời quá đất luôn à. Ừ má nghe. Mấy năm nay hai vợ chồng con lo làm ăn quá cho nên không có về thăm má được. Má biết, má hiểu hết á. Không có sao đâu con. Con cũng chỉ muốn kiếm thêm tiền để về xây cho má căn nhà đẹp đẹp. Với lại anh Luật á, ảnh tìm được kiến trúc sư rồi đó má. Con xin lỗi má. Mà má, con với chị hai có về thăm má đâu mà má nói xạo chị ba. Chứ bây giờ bay muốn má nói làm sao? Mỗi lần bay ba nó về á, nó cứ hỏi bay đâu. Nhà chỉ có ba chị em thôi, má không có muốn mấy đứa lục đục với nhau. Con xin lỗi má. Tại con cũng muốn kiếm tiền về sửa cái mộ của ba, mà con lỡ vô tâm với má. Má đừng có buồn con nghe. Buồn gì con, về với má là má vui rồi. Mà chừng nào bay mới về thăm má đây? Con đặt vé xe ngày mai về rồi, mai con về sớm với má nha má. Ủa, mai tụi con về hả? Dạ, dạ. Má nghe má mừng quá, vui quá bà ơi. Thôi, ngày mai con dẫn con dâu về ra mắt cho má nha. Thiệt hả con, má mừng quá. Tụi bay về là má mừng rồi. Đừng có đem quà cáp gì về hết nghe chưa. Nhớ nghe, về với má nghe tụi con. Dạ. Ủa, mà thằng con rể của má đâu? Giờ mới chịu nhắc nè. Bây giờ mới chịu nhắc tôi nè. Thằng quỷ cha trời mày. Trời ơi, má ơi, ngày mai con sẽ chở mọi người về. Má nhớ làm món ăn yêu thích của con nha, cá kho măng nha má ơi. Có, mẹ
hay cái gì rồi đi, má làm cho ăn. Dạ. Rồi rồi, má biết rồi thằng Quý. Vậy nha má ha, giữ sức khỏe nha má. Mai tụi con về nha má. Ừ, nhớ về với má sớm đó. Bye má. Nói chuyện với má xong má cũng đang vui mà sao tự nhiên mỗi lần nhắc tới má là mình vui vẻ đi mỗi lần.